Rồi. Ok nhá, thì với những cái bài toán mà nó cũng muốn theo kiểu mạng xiêm mà nó cũng muốn đầu vào thì anh nghĩ là cái Center Loss nó sẽ là cái dễ hiểu nhất. Nó cũng dựa theo cái tư tưởng của cái classification thôi. Nó cũng dùng luôn cả một phần của cái cross entropy, có nghĩa là tuy nhiên nó sẽ ngoài cái phần load của cross entropy thì nó có thêm một load của cái phần khác nữa. Chúng xác định ra hai cái, một cái là separable feature, có nghĩa là cái hàm separable feature này thì nó sẽ dùng hàm load là cross entropy, của discriminative feature này nó sẽ dùng hàm load khác không phải là cross entropy nữa, nó sẽ cộng hai cái đấy lại và tạo thành một hàm load mới, được chưa? Và ở đây ấy, nó cũng sẽ dự đoán là classification ra class thôi, em hiểu không? Đây thì ở đây thì mọi người sẽ đọc về cái bài này, anh thấy bài này không khó lắm, bài này là một trong bài khá là dễ. Anh thấy bài này còn dễ, nói chung là bài này với bài contrastive load thì anh thấy nó cũng tư tưởng nó rất hơi giống nhau, cái load nó sẽ có hai cái thành phần đấy. Ở đây thì nó trên cũng khá là ok, anh thấy bài này khá là viết khá là dễ hiểu, không có gì khó khăn lắm. Nhưng mà hàm này thì sẽ có một số các vấn đề cho cái hàm load này thì nói chung là nó cũng hơi mệt. Đây hàm load nó không có gì đâu, anh thấy cũng không có gì, đọc tí là hiểu này. Center Loss này. Đây nhá. Cái Center Loss này còn yếu hơn cả cái contrastive load cơ. Sau khi đọc Center Loss xong rồi nhá thì mọi người sẽ đến cho anh một cái nó là cái này hay cái này. Đây, cái L-Softmax. Cái L-Softmax là gì? Là thay vì như cái thằng Center Loss nó đưa ra một hàm load khác không với các load entropy đúng không? Thì cái thằng L-Softmax này thì nó sẽ sửa cái hàm load cross entropy để nó phù hợp với việc là trong việc tập trung vào việc tích trộn đặc trưng để ra dữ liệu thôi. Thì cái hàm L ở đây thì em có thể xem. Đấy nhá, đặt trong L đúng không? Thì tiếp tục đến cái A-Softmax. A-Softmax thì thực ra nó cũng giống cái thằng L-Softmax thôi, nó chỉ sửa hàm cross entropy load ấy, ra một cái biến thể mới và nó cải tiến từ cái L-Softmax đi lên cái A-Softmax. Sau đó em đọc cái Sphere Lode. Sphere Lode thì thực ra nó cũng anh thấy cái Sphere Lode này nó có cái tư tưởng nó cũng hơi kiểu giống cái thằng A-Lode. Nên là thực ra là em hiểu được hai cái bài kia rồi thì có thể bỏ qua các thằng đây. Cái thằng Sphere Lode này thì nó chính là cái thằng A-Lode, nếu như không nhầm nó chính là cái thằng A-Lode hoặc là L-Lode gì đấy. Nó là một trong hai thằng này nhưng mà nó được transfer sang một cái dữ liệu khác, nên trong tuần tiếp theo anh hy vọng mọi người sẽ tập trung vào L-Softmax và A-Softmax và Center Loss. Đấy là ba cái cơ bản nhất, anh nghĩ là mọi người focus vào đấy nhé. Còn khi xong cái đấy rồi đúng không, xong cái đấy rồi thì từ sau nữa thì mình sẽ focus vào code và A-Code, cũng như là như thế là hết rồi đấy. Cái code và A-Code này thì nó hơi khó hiểu một tí, tại vì anh cần thời gian đọc thêm vì nó anh cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà hai cái đây đang là cái gọi là state of the art của cái lĩnh vực này rồi. Đây này, nó là ở cái art phase này và cái code phase này. Đấy, nó là state of the art. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà đọc hiểu được cái L-Softmax và A-Softmax thì gần như là đọc cái code phase với cái kia rồi. Anh nghĩ là ok, mặc dù không hiểu tường tận nhưng anh nghĩ là ok để làm. Nói chung là khi mà đọc xong được hàm load thì anh nghĩ là mình xong rồi, mình sẽ chuyển sang training của code. Thế mọi người hay là bọn mình có 3 người thì mỗi người một cái, xong tuần sau bọn mình chia nhau ra. Anh nghĩ là như này. Cho nhau. Anh nghĩ là như này nhá, bởi vì ấy, nó đọc theo kiểu load đấy ấy, thì có nghĩa là nó cứ bị theo kiểu tiến trình ấy, có nghĩa là cái hàm load này nó cứ bị dây dưa với nhau. Nên em không đọc L-Load thì khi em đọc A-Load ấy thì em cảm thấy em rất hoang mang là không hiểu tại sao đưa được công thức này. Thì ý là đọc hai cái kia thì đọc qua nhưng mà đến cái của mình thì mình sẽ đọc thật kỹ. Kiểu đấy. Thì cái cũng được, tùy chiến thuật của mọi người, nhưng mà mọi người cái Center Loss thì là không liên quan đến cái L-Load và cái L-Softmax và A-Softmax. Thế là anh biết đấy là một cái phần riêng. Được chưa? Thế thì ba người này thì ai thích chọn gì thì chọn đi nào. Đấy thì anh với ba người chọn đi cũng được, sau mọi người tập trung vào việc đọc đấy được. Anh nghĩ là cái người mà L-Softmax và A-Softmax là hai người đấy là về cực kỳ kiểu liên kết với nhau ấy. Thế. Còn cái hàng Center Loss thì có thể một mình một nữa. Thế thì cho Tình làm Center Loss này. Tôn với Hậu hay cùng nhiều bài tập lớn thì để bọn tôi đọc phần A với L cho. Nha Tình ơi. Tình làm bên Grab. À, Tình bên Grab à? Nhưng mà Tiến hôm nay nó còn không vào đây này, chắc Tiến nó không biết gì rồi. Thôi, thì cái Center Loss nó cũng không khó lắm đâu. Nó dễ mà, nên hôm sau anh sẽ thích cho cũng được. Mọi người tập trung một cái L và cái A. À, đấy thì Tiến cho làm cái Center nhé. Còn em với Hậu làm A mới L. Cái Center này thực ra nó khá là dễ. Nó cũng không có hiểu, nó dễ hiểu. Thôi giờ mình làm cái gì thì mình cũng... làm slide ấy, có cái doc thì mình add ở phần mô tả ấy. À phần description. Không, anh nghĩ là cái slide của Huy ấy thì mọi người cứ add tiếp tục vào cái slide đấy. Nó dài ra ấy. Em hiểu không? Thì về sau mình có cái dữ liệu lúc mình trên đinh ấy thì mình cũng viết vào đấy, sau viết paper mình lật lại từ đầu đến cuối, mình viết theo đúng tiến trị ấy là được. Đây cứ viết bổ sung vào. À, bên Grab thì chắc là cuối tuần này mình sẽ khởi động nhá. Tại bên đấy thì anh nghĩ là cái phần Grab thì ban đầu sẽ có vẻ